Mình Tướng Tạ đây mọi người ơi. Tướng Tạ xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bước vào tháng 9 thì Shimano có đem xuống cho Tấn để chạy chương trình sale khuyến mãi cho tháng 9. Chương trình đó thì gồm có là xích Shimano hàng xịn, hàng Durac, hàng Utecra và xích nó là có xích 11, xích 12. Và tiếp theo thì Tấn vẫn là giảm giá đầu tháng cho anh em, chương trình là free ship tất cả các đơn hàng, mọi người mua thì đều free ship ha. Thì Tấn còn một ít vỏ 5.000, vỏ Continental 5.000, dòng cao cấp và dòng phổ thông thì Tấn cũng giảm giá sale. Và bidan và cá lút cá của Shimano xịn ha, và gom của Thụy Sĩ DT Switch. Rồi bây giờ Tấn sẽ vô chi tiết để mọi người lựa chọn ha. Đầu tiên thì Tấn sẽ nói về vấn đề xích trước đi. Xích thì trong đây thì sẽ có chương trình giảm giá, đây là xích chính hãng. Thì trong cái đợt này thì mọi người chú ý nha, thì Tấn chỉ là free ship và giảm giá tất cả đơn hàng này cho tới là 5 tháng 9. Hôm nay thì là 2 tháng 9, là chương trình này áp dụng chỉ có 3 ngày và ngày cuối cùng chốt sổ là ngày 5 tháng 9 nha mọi người. Thì sau ngày 5 tháng 9 thì mọi người nhắn Tấn là mua hàng mà free ship thì chương trình này không áp dụng nữa nha mọi người. Mọi người có đặt hàng với Tấn thì đặt hàng từ bây giờ cho tới 5 tháng 9 thì chương trình Shimano này sẽ free ship và giảm giá tất cả các xích của Shimano chính hãng. Thì Tấn bán rất là nhiều rồi ha. Mọi người đã mua xích bên Tấn thì những lần trước thì Tấn bán cho anh em cách đây cũng như cũng 1 năm 2 năm rồi, anh em chạy thì không ai phàn nàn gì hết. Và tất cả xích Tấn bán đợt này thì đều là hàng hợp Shimano chính hãng. Đợt này Tấn không có bán hàng rời nữa nha mọi người. Dạo này hải quan về thì hàng rời họ vẫn đánh thế như hàng hợp, nên bây giờ Tấn chỉ về bán hàng hợp thôi. Hàng hợp thì tất cả xích trong đây đều có khóa của Shimano chính hãng kèm theo. Và trên hộp thì nó có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng nha mọi người. Nghĩa là những cái hàng nào mà hàng chính hãng bây giờ á, thì hộp nó đều có logo xuất xứ nguồn gốc rõ ràng hết. Rồi bây giờ thì xích này á, thì mọi người phân biệt như thế này. Nó có dòng xích 11S và dòng xích 12S. Thì đầu tiên Tấn nói về cái dòng xích 11S. Dòng xích 11S thì hôm nay chương trình của Tấn sale á, thì có xích Durac, gọi là xích HG901 là dòng Durac 11S, và xích Utecra HG701 đó là cũng là dòng 11S. Thì như mọi người thấy đây thì một cái sợi xích Durac HG901 thì trên sợi xích này nó có ghi là 11S, 10S, 9S và thậm chí là 8S. Nên là mọi người chạy á, mọi người nhiều người cứ hỏi Tấn á là đang chạy á, là clip 8, clip 9, clip 10 thì chạy xích nào, thì mọi người cứ mua sợi xích 11 là chạy được hết nha. Sợi xích 11 này mình chạy được cho clip 8, 9, 10 và clip 11 là chạy bao im luôn, chạy được hết. Thì mọi người chỉ có một cái thì mình tốn tiền thôi. Thì sợi xích xịn của Nhật thì dĩ nhiên mình chạy thì nó bền và nó yên máy và nó bảo vệ cái răng dĩa của mình với lại răng clip nó lâu hơn. Chuẩn bị tháng 12 hành trình cao nguyên tới rồi, mọi người nên thay một cái sợi xích mới để mình chạy nó y máy hơn và các cái răng dĩa hà răng clip của mình nó lâu có hư nha mọi người. Thì xích chính hãng bây giờ thì có nhà phân phối Shimano ở Việt Nam, họ phân phối ra như mọi người thấy đây ha. Thì trên xích thì họ có ghi là xuất xứ đây ha mọi người, xuất xứ là Nhật Bản. Thì công ty nhập khẩu phân phối, còn bên Tấn là đại lý bán ra. Thì như mọi người biết thì tất cả những cái hàng mà chính hãng á, thì bây giờ đều có dán logo xuất xứ và mát đát rất là rõ ràng. Nên là bên Tấn bán á, thì Tấn cam kết sợi xích á, là chính hãng. Rồi ngoài ra có tem, có mát rồi có đầy đủ. Thì những cái sợi xích này á, là có như thế là đã qua là hải quan là đóng thuế má đầy đủ hết nha mọi người. Rồi bây giờ Tấn vô chi tiết luôn. Bây giờ Tấn sale hôm nay thì có đầu tiên xích 11. Xích 11 thì xích Utecra. Xích Utecra thì xích này thì mọi người thấy trên xích nó đề là chữ siêu test nè, là xích đời mới 2024 trở đi thì nó có logo nó in chữ siêu test. Siêu test này là gì thì lần trước Tuấn có nói rồi ha, siêu test là thiết kế cái mắt sên gọi là bất đối xứng. Bất đối xứng thì khi mà mình chạy á, thì cái xích này nó ôm vào cái răng của clip á, thì nó làm cho im hơn, mượt hơn. Và trên xích của nó mọi người thấy nó có giác một cái góc nha ha mà mọi người, nó có giác một cái góc gọi là xích chính hãng. Thì trong xích này á, thì xích Utecra HG701 này thì chạy được cho 8, 9, 10, 11 hết.
thì nó là 116 mắt, thì vừa đủ cho mọi người chạy bánh xe đề ceramic, bánh xe đề to thì đầy đủ hết, nó có mã code rồi đầy đủ hết. Thì sở xích Utecra HG701 này mấy lần trước thì Tuấn bán là 950.000 mà Tuấn không có free ship. Hôm nay thì giảm giá 50.000 một sợi nha mọi người. Tuấn bán 900.000 mà bao ship luôn, 900.000 cho sở xích Utecra HG701. Tuấn giảm giá 50.000 một sợi mà bao ship luôn. Chương trình này chỉ áp dụng tới ngày 5 tháng 9 thôi nha mọi người. Anh chị em nào quan tâm muốn thay một sợi xích mới hàng hộp Utecra HG701 thì chỉ có 900.000 thôi. Tuấn bao ship luôn nha. Rồi, tiếp theo thì chương trình giảm giá thì còn có xích HG901 là xích dòng Durac. Thì đây là những cái xích đời mới, nó đều có công nghệ siêu test hết. Và trong đây có khóa của Shimano Durac chính hãng luôn. Thì xích này cũng vậy, chạy được cho sên 8, 9, 10, 11. Chỉ có sên 12 thì mọi người phải mua xích 12 nha. Tại xích 12 mọi người chờ phần dưới thì Tuấn sẽ chia sẻ về xích 12. Đây là dòng xích Durac HG901. Sở xích này dài 116 mắt và công nghệ của nó cũng là công nghệ siêu test. Sở xích như thế này thì nhà nhập khẩu phân phối về thì họ không có bán lẻ, họ chỉ bán cho những đại lý phân phối thôi. Thì giá hôm nay Tuấn cũng giảm xuống 50.000. Sở Durac HG901 này mọi ngày Tuấn bán là 1.250.000 mà Tuấn không có bao ship. Thì hôm nay giá Tuấn bán là chỉ có 1.200.000 mà bao ship luôn nha. Anh chị em nào muốn một sở xích Durac HG901 thì liên hệ Tuấn, giá là 1.200.000 Tuấn bao ship. Và về thì Tuấn có dòng xích 12. Xích 12 thì ký hiệu nó là M. Thì đợt này Tuấn bán xích hàng cao nha mọi người. Thì Tuấn có bán là xích Durac 12 là M9001 và M7001. Xích M và 7001 hàng chính hãng này có hộp, có khóa đầy đủ hết. Thì hôm nay Tuấn bán là 750.000 và bao ship luôn nha. Thì xích này nó cũng là 116 mắt, hàng hộp, có khóa, Shimano chính hãng hết. Thì xích 12 là mọi người chạy cho những cái tầng clip nó 12 hoặc là clip mọi người nó hơi giãn á, nó hơi giãn nhẹ thì mọi người nên mua xích 12 để nó ôm vào cái clip nó không có bị sặc nha mọi người. Thì xích 12 thì M7001 này á, là tương đương với lợi rúp là 7170 á, của rúp 7170 á. Thì Tuấn bán là 750.000 bao ship. Bình thường sợi xích này mọi người mua phải 850 nha. Còn xích 12 của M9001 là dòng Durac 12. Dòng này là dòng đỉnh nhất, mọi ngày Tuấn bán là 1.450.000. Hôm nay xích này là giảm giá mạnh luôn nha. Giảm giá mạnh luôn, hôm nay sợi xích này giảm 200.000. Hôm nay Tuấn bán còn 1.250.000 cho sợi xích M9001 là sợi 12 chính hãng. Thì sợi này hôm nay Tuấn bán 1.250.000, giảm một sợi là 200.000. Anh chị em nào cần sợi xích Durac hàng đỉnh của dòng 12S thì chỉ còn có 1.250.000 nha. Thì Tuấn bao ship luôn. Thì những cái xích này là xích chính hãng, Tuấn cam kết bao mọi người nha. Đạp mà trong vòng 5-6 ngàn cây mà nó giãn thì Tuấn đền sợi xích mới nha. Mọi người cứ an tâm. Tiếp theo thì Tuấn có chương trình giảm giá cho mọi người là cái dòng vỏ 5.000 Continental 700-025. Dòng này là DAS 2024. Và những cái vỏ này Tuấn bán phân phối là cũng có công ty nhập khẩu phân phối dán DAS đầy đủ hết. Là những cái dòng vỏ này xuất xứ chính hãng của Đức chứ không phải là của China nha mọi người. Thì Tuấn giá trên mạng thì anh em bán một cái khoảng 1.400.000-1.450.000. Thì Tuấn bán là 1.300.000 một cái. Anh em mua một cặp là 2.600.000 Tuấn free ship nha. Một cặp vỏ Continental 5.000 là 2.600.000 Tuấn free ship. Và tiếp theo thì gom thị sĩ DT Switch 4 cục cho anh em mà thắng vành á. Thì 4 cục này bình thường Tuấn bán là 1.100.000, hôm nay Tuấn giảm giá 50.000 mà free ship luôn nha. Thì gom thị sĩ 4 cục hôm nay Tuấn bán là 1.050.000 và free ship. Anh chị em nào muốn 4 cục gom xịn sò thị sĩ xài cho tất cả các vành carbon, nhất là vành Kamba, vành Zip, vành Rowan nữa, thì mình đừng có tiếc tiền mua 4 cục gom nha. Thắng nó hư vành hết, với lợi an toàn cho chính bản thân mình. Thì 4 cục gom này nó đáng đồng tiền bát gạo lắm nha. Thì anh chị em nên mua 4 cục gom xịn sò, nhất là gom của hãng DT Switch thì đứng đầu về tất cả gom thắng vành à. Thì 4 cục chỉ có Tuấn sale là 1.050.000 và Tuấn free ship luôn. Rồi can Shimano chính hãng thì hôm nay Tuấn bán thì vẫn là 350.000 mà Tuấn free ship luôn nha. Anh chị em nào cần can Shimano chính hãng thì liên hệ bên Tuấn. Can Shimano chính hãng thì mọi người chắc cũng có tham khảo nhiều trên mạng rồi. Ngay chỗ chữ Shimano đây nó có cái vòng tròn, đây là hàng chính hãng nha mọi người. Và ngay chỗ cái cá đây nó có vòng tròn ngay chỗ đây nữa. Hai mọi người có hai vòng tròn. Thì dòng tròn ngay chỗ cái phần cá nè, và dòng tròn chữ trên Shimano. Còn hàng phay
thì mọi người chép mã code không có ra đâu. Rồi thứ hai nữa thì nó phải không có hai cái vòng tròn trên dưới, thì hàng đó là hàng fake, hàng nhái nha. Thì hàng Can Shimano chính hãng bên Tuấn hôm nay bán 350.000 sale nha. Còn sau 5 tháng 9 thì mọi người nhắn Tuấn mà mua đơn hàng mà phi ship thì Tuấn không áp dụng nữa nha mọi người. Rồi mọi người có cần tiếp theo thì mọi người cần vỏ Continental á, mà dòng phổ thông á, thì Tuấn có dòng Continental Ultra gọi Sport 3 thì 700-25. Cặp này Tuấn bán là một cái 500.000, một cặp là 1 triệu Tuấn phi ship luôn nha. Anh chị em nào cần vỏ Continental dòng phổ thông, Ultra Sport 3 thì một cặp 1 triệu phi ship. Và keo tự giá thì Tuấn vẫn áp dụng phi ship cho mọi người nha. Keo tự giá của Swiss của châu Âu thì 280.000 Tuấn phi ship, mà có tặng theo dụng cụ đồ bơm. Một tiếp keo như thế này là 120ml, mọi người xài được cho hai vỏ tubular là vỏ bujo đó nha. Thì hiệu quả Tuấn thấy rất là ok luôn. Vừa rồi Tuấn có đạp xa với mấy anh á, là khi mà bơm keo tự giá này á, nó cán đá mà nó chém một cái thì đầu tiên thì keo nó không có lọt vô ngay cái đó thì nó hơi xì ra, nhưng mà mình quay cái bánh á, keo vô ngay cái lỗ đó mình bơm lên lại thì nó xì nó bít liền nha mọi người, rất là hay. Rồi nhớt sáp thì làm cho sên mình nó im ái, bảo vệ sên mình nó trơn tru, nó không có bị ăn mòn và nó kéo dài tuổi thọ sên, nhất là sên mình nó sạch bóng luôn. Thì nhớt sáp này thì Tuấn vẫn bán là 320.000 Tuấn bao ship luôn, anh chị em nào cần thì nhắn Tuấn nha. Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video, Tuấn chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, mọi người có cần gì thì chốt đơn báo Tuấn nha. Chương trình này Tuấn sale và giảm giá này chỉ áp dụng tới ngày 5 tháng 9, mọi người chú ý giúp Tuấn, tới ngày 5 tháng 9 nha. Qua ngay sau ngày 5 tháng 9 thì Tuấn sẽ không áp dụng free ship nữa. Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video, Tuấn xin hẹn mọi người ở video tiếp theo. Tuấn xin chào tất cả mọi người.